Có video để làm gì? Thì xem con xem vậy thôi. Với lại bố mẹ con kêu là con xem trước. Rồi xong rồi ra thì bố mẹ con coi, bố mẹ con xem sau. Thế à? Dạ. Bố mẹ cũng thích Tử Vi à? À, có chứ thầy. Thế à? Thích nhưng mà ngày xưa thì đi xem nhiều lắm. Nhưng mà ngày xưa ở Bắc thì xem rất là nhiều. Nhưng mà vô trong này thì ít xem à. Thì có đi xem ra từ năm thôi. Ồ, thế bây giờ con ở trong Nam à? À dạ, con ở trong Nam, nhà con ở Bình Phước ạ, nhưng mà con lên đây đi học. Ở Phú Quốc á? Nhà con ở Bình Phước. À Bình Phước à? Chắc thầy cũng biết Bình Phước. Bình Phước, rồi. Thầy sẽ xem cho con đây. Ngày dương lịch bao nhiêu con nhỉ? Ôi trời ơi, thầy không nhớ à? Ngày 14 tháng 12 năm 1996 là năm tháng 11 âm lịch đấy. Mấy giờ nhỉ? Video lên cái đó. Mấy giờ? Thầy có lúc 8 giờ 5 phút đó thầy ạ. À? Có sáng 5 phút. Thầy bật video rồi. Rồi. Nên là nói cẩn thận không có ghi vào video đấy. Mà thầy ơi, thầy đừng có post lên mạng nha. Không post lên mạng. Tại vì con còn trẻ nên con cũng hơi ngại. À, không sao. Thầy gửi cho riêng con thôi. Dạ rồi. Thầy mà post lên mạng thì cũng mà đầy mạng. Tại lúc nãy cũng có xem một cái người. Thầy có xem cho cái kiểu á. Ờ. Cái khuôn tử tức. Đấy, khuôn đó thì khá là giống con, không có hơi sợ. Con có biết là con với cái chị đấy, con với chị lộn ngược lá số lại với nhau không? Con có. Mệnh con cũng thiên đồng thiên lương đấy, nhưng mà cũng gặp tuần với chị ấy. Nhưng mà cung con của con ấy, cung con của con cũng liêm chính tam lang hãm, nhưng song trượt nó đóng đấy lại ngon. À, thôi thầy giải cho con đi, xong thầy quay video cho con thì gửi cho con nhá. Thầy đang giải đây. Rồi thầy giải đi. À, thứ nhất là mệnh thiên đồng thiên lương nên là con cũng có. Thứ hai là con là một người tử tế, đấy là cái thầy ghi nhận nhá. Đầu tiên là con là một người tử tế và rất là tài ba, bởi vì con có cái sao thiên đồng là cái sao cảm nhận rất là tốt, và cái sao chủ về nhường nhịn, rồi chủ về học tập, rồi về tâm linh, rồi có những cảm nhận tốt về những không gian đa chiều, là cái sao thiên đồng đấy. Sao thiên đồng cũng chủ về là cái sao mà nhút nhát hay nhường nhịn người khác. Cái sao thứ hai đó là sao thiên lương. Người ta nói rằng là sao thất sát không, sao thiên lương không làm việc ác, sao thất sát không làm việc thiện. Thì con ấy có một cái sao thiên lương tại mệnh cũng là cái sao mà lương thiện, hay tu tập, biết tới tâm linh, biết tới đạo Phật, thường xuyên tu tập và tu nhân tích đức tốt. Sao thiên lương chính là cái sao lương thiện đấy. Và lương thiện thì không ai cho ta lương thiện được, mà chỉ có bản thân ta mới tạo ra cho ta lương thiện được thôi. Sự lương thiện không mua được, không ai cho được, mà chúng ta phải tự sống. Tâm của chúng ta như thế nào chúng ta phải cố gắng và lương thiện. Con lại có một cái sao nữa là sao đại hao nằm tại mệnh nhá. Người ta nói là song hao tối hiểm hóa lộc, thì con đại hao hóa lộc tại mệnh mà con gặp ngay đại hao. Đúng rồi, thì con giống hệt thầy đấy. Song hao mà như hóa lộc, đúng rồi, thì thầy sẽ cảm nhận là thầy trước 36 tuổi không bao giờ thầy giữ được tiền. Nghĩa là thầy làm bao nhiêu, thầy làm bao nhiêu là không mất cách nọ thì mất cái kia, không cho người nọ thì cho người kia, không cho vay thì mất, rồi đủ thứ để làm cho mình mất tiền. Nên con cũng vui vẻ đi nhá, 36 trở ra con mới tạm được tiền. Không, con vui vẻ lắm, con có biết mà con cũng xảy ra nữa không? Đúng rồi. Cái nữa là đại hao gặp bạch hổ tại mệnh là con là rất tốn tiền đi cúng. Trong tâm linh ý, là người ta cúng ba, người ta có ba thứ tôn giáo tác động vào chúng ta, đấy là đạo Phật, đạo giáo, rồi đạo mẫu. Thì đạo Phật ý, là chúng ta cúng cầu siêu cho những linh hồn đã chết rồi, cho hậu kiếp nhá. Còn đạo giáo là cúng cho tiền kiếp, là cúng cho di cung hoán số, rồi trả nợ tào quan về kiếp trước, là cúng cho kiếp trước. Một thứ nữa là đạo thánh của chúng ta ý, đạo mẫu ấy, là cúng cho kiếp này, cầu quan lộc, tiền bạc, công danh, sự nghiệp, là ở đạo này, kiếp này. Thì trong cái tâm linh ấy, người ta chỉ có ba cái loại cúng ấy thôi. Con hiểu không?
cúng đạo Phật, cúng nhờ đạo Phật, đạo giáo và đạo mẫu. Thì sau này vì con, tại sao thầy nhắc cái việc đấy, vì con đại hao gặp bạch hổ tại mệnh là rất tốn tiền đi cúng, nên thầy nhắc như thế để không xa đà vào chuyện cúng bái. Cái việc gì nó phải cúng như thế nào thì thầy sẽ hướng dẫn nhá. Rất may cho con, rất may cho con đó là cái thiên tài nằm tại mệnh ấy, khiến cho con sau này rất là xuất sắc đấy. Và con có, và con là người có giác quan thứ 6, con hay được mơ báo trước những việc lành dữ đến trước với con. Ví dụ như con ra đường, con nhìn thấy một sự vật hiện tượng nào đấy thì con bảo ô mình đã mơ rồi mà, mình đã từng đến đây rồi, đúng không? Đúng. Nhiều cái, đúng rồi. Thì đấy là giác quan thứ 6. Đấy là giác quan thứ 6 của con. Nếu như con biết vận dụng nó, con đưa vào cuộc sống của con thì con sẽ là người rất là có ích cho xã hội. Bởi vì con dùng giác quan. Bởi vì con dùng giác quan của mình để con, đúng rồi, con dùng giác quan của mình để con giúp ích cho mọi người. Nhưng mà toàn trải qua rối nhớ lại thì ạ. Đúng rồi. Thì bởi vì con chưa được khai mở để con dùng nó, con đều chỉ biết nó sau khi nó đã trải qua thôi. Chứ để con tiên đoán được tương lai, con tính được thì con phải biết về tử vi, con phải xem trước được vận mệnh của mình. Và đấy là lý do tại sao mà thầy đưa cái môn tử vi Việt Nam ấy lên cho mọi người học tập, rồi trao dồi với nhau thông qua những video thầy xem như thế này ấy, là những các bạn ấy có thêm kinh nghiệm để luận giải lá số tử vi. Khi mà ai cũng biết vận mệnh của mình thì tự những người đấy tốt lên. Nếu mà tất cả mọi người xã hội này đều biết trước vận mệnh của mình thì cả xã hội này tốt. Thì người ta cũng biết trước vận mệnh của người ta thì người ta mới tin rằng là người ta mới biết cách đề phòng. Giống như bão ấy, như là dự báo là có bão vào thì bao giờ người ta cũng sẽ chống bão, đúng không? Còn nếu không dự báo thì một phát cơn bão nó đến thì toàn hoang cửa nhà ngay. Nên cái việc dự báo, cái bộ môn dự báo là vô cùng quan trọng. Tử vi chính là khoa học dự báo. Nó báo trước cho chúng ta lành hay dữ, đến trước hay muộn, khi nào thì có lành, khi nào có dữ. Đúng, để cho chúng ta phòng. Phòng còn hơn chống mà, phòng bão còn hơn chống bão. Thì chúng ta, đây là một cái bộ môn dự báo về mệnh lý con người. Và càng nhiều người biết được bộ môn này, càng dự báo sớm được tương lai của mình thì càng tốt. Và xã hội này sẽ tốt lên nếu như ai cũng biết trước tương lai của mình. Đấy là thầy lý ơi, do. Thầy nói đi. Đấy là lý do mà thầy post các bài và hướng dẫn và xem cho mọi người một cách nhiệt tình, không biết mệt mỏi là như thế đấy. Dạ. Cái thầy nhiệt tình thật. Nên là ai đấy mà có mất có đóng góp cho tử vi Việt Nam, ví dụ như vài trăm đô hoặc là vài chục đô để xem tử vi thì cũng không tiếc, bởi vì các thầy sẽ sử dụng cái tiền đấy làm những việc có ích, giúp cho đời, giúp cho mọi người tốt hơn thôi. Thầy thì cũng không có khả năng tiêu tiền, bởi vì suốt ngày cứ ngồi xem tử vi này, có thời gian đâu mà đi tiêu tiền. Dạ, con có mấy người thân con thích xem tử vi thầy lắm, mà cứ toàn kêu con là mày xem trước đi, mày xem trước đi. Rồi mình lấy video ra coi, người ta xem cứ sợ. Rồi. Thầy xem thì tử vi khác với các thầy khác là thầy biết làm thế nào để cho họ tốt hơn. Thật ra xem để cải mệnh của họ, nếu như chưa tốt thì mình điều chỉnh họ cho nó tốt. Công thức chung đều là đức năng thắng số, nhưng phải tác động vào đúng chỗ, đúng cái cung xấu của mình thì nó mới hiệu quả. Được chưa? Dạ rồi, thì nói là số không. Thường là thầy không nói về điểm yếu của người khác mấy. Thầy không chì chiết và không mắng mỏ, bởi vì quan điểm của thầy ấy là tập trung vào điểm mạnh của họ để hướng dẫn họ làm việc tốt, việc thiện, thì họ sẽ cái điểm xấu của họ nó sẽ tự triệt tiêu. Khi mà thời gian, khi họ bận với công việc làm việc thiện, việc tốt rồi thì không có thời gian làm việc xấu nữa. Có hiểu ý thầy không? Con cũng thấy, thầy cũng hay nói về ví dụ công việc tốt, xấu thì con cũng xem phải cái điều thầy thấy ra phần này là nói về là tốt á, thì thầy sẽ nói nhiều hơn. Thầy cũng lấy xấu, nhưng mà cái xấu thì thầy sẽ nói giảm đi. Thật ra khi mà con đi xem mà gặp một ông thầy, ông ấy nói mà cho mình hết đường ấy, không còn đường thoát ấy, thì mình sẽ rất là đau khổ. Bởi vì cái tương lai mà người ta cho mình mù mịt ấy thì không thiết sống nữa, chán luôn, không muốn xem. Ở đây á là gì, thầy sẽ nói cái điểm xấu, cái điểm, nhưng mà luôn luôn bao giờ cũng sẽ chỉ cho họ cách khắc phục luôn. Dạ.
thì họ còn có niềm tin chứ, đúng không? Chứ chẳng lẽ lại trời là trời không bao giờ triệt đường sống của bất cứ ai cả, bao giờ cũng sẽ có lối thoát, vấn đề là có tìm được ra hay không. Con thì có mấy cái nguy hiểm, con tưởng thì nguy hiểm nhưng thầy không cho là nguy hiểm. Ví dụ như con thấy thứ nhất là cung con của con là liêm chinh tham lang hãm, đúng không? Con sợ đúng không? Sợ hố con đúng không? Đấy là cái mà con yên tâm đi, vì sao triệt của con đóng ở đấy thì nó lại làm cho liêm tham lại vượng địa. Cộng với liêm tham mà gặp hóa kỵ thì lại tốt con ạ, nha. Riêng liêm tham, liêm chinh tham lang mà đóng ở cung tị hợi mà gặp hóa kỵ lại tốt, lại hay. Với lý do sao tham lang là sao xấu, nó là hành thủy. Sao liêm chinh là hành hỏa vì nó màu đỏ. Thủy hỏa khác nhau, nhưng gặp sao hóa kỵ ấy, hóa kỵ là hành thủy, thì thủy hai thủy nó sẽ ức chế cái hỏa này của liêm chinh lại ngay. Có hiểu không? Khi mà dập một đám cháy thì bao giờ nước nhiều hơn lửa thì tốt, thì nó sẽ tắt. Nhưng mà lửa mà nhiều hơn nước ấy, nó lại càng cháy bùng lên. Thì sao hóa kỵ mà đi sao với cùng với liêm chinh tham lang, nó giống như một cái chậu nước to ấy, nó đổ vào một cái đốm lửa của liêm chinh, nó làm cho liêm chinh không phát tác được cái xấu. Liêm chinh là tù tinh mà, thì cái tù ở đấy nữa, nhớ chưa? Nên khi mà gặp chòm liêm chinh tham lang hãm địa nằm ở cung tù là cung tỵ và cung hợi, nếu mà gặp hóa kỵ ở đấy thì vô tư đi, cười đi, không sao hết nhá. Rồi. Thầy xin cho kỹ khung con của con đi. Và con phải nhớ rằng khi sao triệt nó đóng ở đấy thì nó sẽ đào dấu của liêm chinh tham lam hãng thành vượng. Nên là cung con của con không xấu nha. Cái thứ hai nữa là con bị triệt thân, đúng không? Đúng. Những người triệt thân là sợ nhiều đời chồng. Những người triệt thân là sợ nhiều chồng. Thầy có luận một bài là triệt thân ý, là có đến 4 đời chồng không đấy. Xem bài đấy đi. Thì con cái sợ, cái sợ thứ hai của con là con cũng triệt thân nhưng không biết có nhiều chồng không, đúng không? Con thì không có sợ nhiều chồng. Đúng rồi. Con thì chỉ có quan tâm đến con cái của con. Nhưng mà thầy trả lời cho con, thầy trả lời luôn cho con là không sợ triệt thân ở đây. Bởi vì cung thân của con là thái âm hãm địa, nó đóng triệt vào đấy nó thành thái âm vượng địa. Không sợ nha. Riêng lá số của con lại không sợ sao triệt và liêm chinh tham lao hãm địa, nhớ chưa? Vậy hai cung đấy không phải là xấu của con đâu. Vui đi. Vui đi nhá. Cung chồng của con ấy thì con sẽ lấy được một anh giáo viên hoặc là luật sư. Chắc luật đấy đó thầy ạ. Luật sư đúng không? Đúng rồi. Anh này có tài ăn nói vô cùng siêu việt. Bởi vì sao cự môn đã là sao siêu việt về ăn nói rồi. Mà cự môn tại ngọ nó gọi là miệng trời. Có nghĩa là gì? Ông ấy tấu gì, ông xin gì được đấy. Nhiều người nể sợ cái cung miệng, cái miệng của sao cự môn nằm tại ngọ, nhớ chưa? Nên đây là một người có uy quyền. Đúng rồi, một người có uy quyền nhờ lời nói của mình, chỉ nói thôi người khác đã rụng rời chân tay rồi đó. Thầy ơi, ơi giờ con cũng chưa có người yêu, 20, 21 rồi mà chưa có một mối tình nào hết. Rồi nghĩ én mà vụ đấy chưa quan trọng, thầy đang mô tả cho người chồng. Dạ. Tiếp nữa là cái chòm sao thiên khốc với thiên hư mà đóng đồng cung với nhau ấy, khốc hư đóng tại tí ngọ nói lên khả năng ăn nói siêu việt, quyền biến, bẻ cong được sự thật. Người chồng của con ấy, người chồng của con sau này ăn nói ghê gớm nha. Lại thêm cái sao hóa khoa nằm tại cung chồng nữa là trí tuệ, biết nhiều thứ, có nhiều kiến thức để nói. Người mà nói hay không có nhiều kiến thức thì cũng chả nói hay được, phải học nhiều, phải kiến thức nhiều, phải trải nghiệm nhiều. Có những thứ lý thuyết không giải quyết được vấn đề, phải có sự trải nghiệm. Thậm chí là gì? Phải có sự thất bại. Đã từng thất bại rồi thì đứng dậy mới vững. Văn xương nữa là cũng một cái sao giỏi văn nữa ở cung chồng của con nhá. Phong cáo nữa cũng là cái sao cũng nhiều bằng khen, giấy khen. Ok, chỉ mỗi tội răng hơi xấu một chút thôi nha. Cung co có kình dương ấy thì sao? Kình dương nằm tại đấy, tại ngõ gì? Kình dương tại ngõ gì? Dạ. Kình dương này giải tốt. Sau này lấy chồng lấy lá số thì giải cho. Không sợ nha. Giải được đúng không thầy? Đúng rồi, kình dương tại ngõ chưa chắc sợ. Bởi vì nếu cung phúc đức tốt, cung mệnh cung thân tốt nha, phúc đức tốt, thân tốt, thuận âm dương, thuận ngũ hành, đại vận tốt, chả sao hết.
nhưng mà chồng con là sau này tốt mà, Chồng tại con vì tốt. Chồng con tốt mà nhá. Rất tốt. có được nhờ chồng không? Quá nhờ. Quá nhờ. Ừ. Bởi vì cung còn là con, vì thầy tại sao thầy nói thế? Bởi vì khi mà nhìn cung chồng ấy, thầy phải nhìn thêm cung nô bộc của con nữa. Đây này. Cung nô bộc của con có tử vi phá quân. Là con là người có quan hệ ngoại giao tốt, chơi với nhiều người có chức sắc lớn. Sau này á, nhiều người có chức sắc lớn giúp đỡ. Hay được đến nơi quyền quý và được họ giúp đỡ rất là nhiều. Và khi mà luận cung chồng mà ngó cung nô bộc mà tốt, cung chồng tốt thì đương nhiên cuộc sống họ rất hạnh phúc. Nhớ chưa? Và thêm nữa con phải luận xem, ngó xem cái sao đào hoa của họ có gặp cái gì không. Ví dụ đào hoa của con ấy là gặp gì? Là gặp Nguyệt Đức. Đây, đào hoa gặp Nguyệt Đức vô tư đi nhá. Đào hoa gặp Nguyệt Đức thì nó sẽ rất lành, nghĩa là con sẽ không có cái số lăng nhăng. Đấy, đóng đồng cung nhá. Lại gặp Phúc Đức Thiên Quý, Thiên Việt Ân Quang Thiên Quý, lại gặp sao Tuần đóng vào đây nữa thì hết cửa con lăng nhăng. con hay chồng con Thì có nghĩa là con với chồng con sẽ ổn. à rồi, con cứ lo cái vụ đấy đó thầy ạ. Rồi. Cung Quan Tại Lộc, thấy có sao con là một người mà có sao hữu bị hữu hữu bật nhá, nằm cung Quan Lộc chiếu về, có hóa quyền nằm cung Quan Lộc nữa, là người sau này có chức sắc đấy nhá. Tả Phù nằm cung Thiên Di nhá, tự tay lập nghiệp đấy, cũng không nhờ ai nhiều đâu, con là người tốt mà. Với phụ nữ thì cái cung Phúc Đức là Thái Dương hãm địa thì không sợ lắm con nhá, bởi vì phụ nữ sau này khi lấy chồng thì phúc đức lớn à, mà mình được nhiều nhất là từ cung chồng. Nếu lấy một người chồng mình, mặc dù mình phúc đức hãm, nhưng nếu mà lấy một người chồng cũng cung phúc đức lớn ấy, thì mình cũng sẽ được hưởng phúc từ đấy và không sao. Nhưng nam nam mà phúc đức mà hãm là toi ngay, nhưng nữ thì không sợ lắm. con hãm chắc thích chút chứ không tốt lắm đâu. Phải nghe điện thoại cái. Alo. 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 Ừ, xin chào. Dạ, con vừa nghe thấy xem cái video của thầy gọi điện cho người Mỹ thôi mà. Con thấy Ừ. thầy xem đất cát của người ta rất là chuẩn. Thế thầy có thể hỗ giúp con là con đặt địa chỉ nhà con, thầy xem trên đất cát nhà con có bộ phần thế không? Hôm nào về Việt Nam thầy xem cho nhá. Đường Ok, nào con nói thật với đường thầy đường là nào con ở trong đây để con, không phải con nói với thầy này, con ở đây để con xem được chứ chồng con không yên tâm lắm, sợ về nó không cho con đi, con lo là lo vậy. nào. Dạ. Yeah. con lo lo vậy mà nói thật với thầy là ngày xưa con xây nhà ấy là con có đào đi 4 cái tiểu là con còn rồi thầy con không biết, con nhờ thầy hỏi hộ con ở xem hộ con cái gì là nhà con có 4 cái đào lên được 4 cái tiểu, nhưng không biết là cái 4 cái tiểu đấy các cụ người ta có siêu thoát được không. Rồi, lúc nào thầy xem cho nhá. Bây giờ thầy đang xem cho khách này, có một cô đang xem trên truyền hình nhé. Con bị ghi âm vào rồi, lát nữa con sẽ lên tivi luôn. Con ghi âm, con không hiện được, thôi đừng đừng đọc địa chỉ nhà con ở đây, sợ lại lên tivi nhà con. Đúng rồi nha, thầy đang theo cho cô ấy này. Dạ, rồi thế lúc nào thầy giúp con thì con nhờ thầy giúp con đấy. Được rồi nha. Dạ, vâng, vậy con chào thầy ạ. À. Một ngày thầy nhận được vài trăm cú điện thoại Thầy đắt xô quá. thì tắt xô là đương nhiên rồi. Có phải là thầy lên mạng mới đắt xô đâu, bản thân thầy lâu nay còn trốn. Và Thầy thầy xem giúp cho con về cái thầy con thấy có cái cung chồng con có sao đủ quân với sao quân cũ quá, thầy xem có bị sao không? sao quan phủ đóng cung chồng thì có chút phản bội ở đây. Dạ Ừ, nhưng không sợ, không sợ nha, không sợ. mà sao tự môn thì sao con nghe sao nói đầu là quân hai vợ là chồng sao đúng đầu quân là hơi cứng tính một chút thôi. Con phải nhớ này, muốn cái sao phụ tinh ý, nó không làm chết được cái cung đấy đâu.
Nó phải xem chính tinh và xem cái scum nâu bọc này nữa này con nhá. Nên là đừng có lo lắng. Và nếu như chồng con có bỏ con thì phải 66 trở ra mới bỏ được. lúc đấy thì con cứ bảo ông muốn đi đâu thì đi. Con không đi đâu. mà thầy ơi, con hỏi lúc mà cự môn thì hai vợ chồng có hay chắc hay khắc khẩu gì không? Thật ra không, khắc khẩu đâu phải cự môn, cự hóa kỵ mới là khắc khẩu. Sao cự môn là sao quyền tinh mà nó cự môn đóng tại tí ngọ thì lại hay. Nhá, đừng sợ cự môn đóng tại tí ngọ, cự môn đóng tại tí ngọ thì rất tuyệt vời. Sao cự môn chỉ hoành tráng khi tại cư tí ngọ mà gặp tuần triệt lại càng hay nữa. Nào thích xem gì nữa nào? Cung quan lộc sau này tốt là người có chức sắc lớn, học ngành gì à con? Học luật. Học luật à? Học luật kinh tế. Luật kinh tế à? Dạ. Trời. Xem con sau này con có được không? Được mà, cung quan lộc của con có sao thiên cơ này, là cái sao đi tư vấn quân sư như người khác này. Học luật ý, ở Việt Nam bây giờ là học luật để quân sư như người khác, để giúp đỡ họ, để họ kiếm được nhiều tiền, làm đúng luật, đúng không? Lại con là có sao thái tuế nữa, đóng tại cung quan lộc nữa, nên là cũng là người tương đối thành công trong nghề luật sư. Vì sao thái tuế là sao cãi nhau. Thái tuế này là lua láp, có nghĩa là chấn áp người khác bằng tốc độ bắn ra từ ngữ. Ví dụ như thầy đang chấn áp con bằng thầy nói nhanh quá, không nói con không nói kịp, thì đấy là sao thái tuế. Sao tấu thư cũng là sao nói, nên là cũng quan lộc của con này. Sao tấu thư thì nó khác thái tuế, tấu thư là ăn nói khôn khéo nhẹ nhàng. Còn sao thái tuế là bắn lia lịa, tốc độ ra từ rất nhanh, áp chế người khác bằng tốc độ và cái giọng nói của họ ấy. Sao bạch hổ cũng là sao nói, nhưng cái sao bạch hổ là gì? Là cái sao hô hào. Hô hào ví dụ như là ra giữa công chúng để hô hào mọi người xung phong đánh nhau, hoặc là chống lại giặc ngoại xâm chẳng hạn. Thì cái sao bạch hổ là cái sao mà hô hào quần hùng một cách hoành tráng đấy, một cách cách người khác là đi theo một cách dầm dập đi theo đấy, sao bạch hổ nhá. Mỗi sao nói có một cái kiểu khác nhau. Thì con có sao tấu thư tại mệnh này, chiếu mệnh này nằm cung quan lộc nhá, thái tuế cũng là sao nói nhá, bạch hổ con nằm ngay tại mệnh nhá, đúng không? Tất cả những sao nói thì con có hết ở đông nữa. Lại thiên khốc thiên hư nằm cung chồng. Nên làm luật sư sẽ thành công á. Thì ngày xưa mẹ con đi coi tử vi của bác cũng xem cho con thì cũng nói rồi. Cũng nói là cũng là một là đi ngành quạt hay là đi ngành, nói chung là về nói năng thôi. Thì đúng là ngày xưa cũng không nghĩ là đi ngành quạt đâu, nhưng mà lúc mà thầy đã nói rồi bây giờ gặp lại thì con đúng. Quá đúng. Rồi. Ngoài ra nữa thì sau này con sẽ rất thành công trong chuyện kiếm tiền, bởi vì con có cả hóa quyền, có cả hóa lộc, có cả lộc tồn chiếu mệnh con nhá. Yeah, rồi. Về bằng cấp thì sau này con khó làm tiến sĩ lắm, con chỉ đến thạc sĩ thôi. Ôi, con đúng đâu có thích thạc sĩ, tiến sĩ đâu. Sau đại học là con cũng muốn đi làm đúng không? Học được quá. Con có thấy là miệng của con thỉnh thoảng bị giật giật không? Con không thấy bình thường. Thầy có xem tướng không? Con có thấy miệng của mình ấy, cái miệng của mình thỉnh thoảng bị giật không? Không, con thấy bình thường. Cơ ở con miệng này này, cái cơ miệng ở bên má phải của con ấy, má phải. Có thấy giật giật không? Biết không? Biết tại sao không? Sao vậy thầy? Con có một vong nam đi theo, mà cái vong nam đấy là người ta bị chết ở ngoài đường ấy, người ta ám vào con và người ta không siêu thoát được. Người ta cứ giật giật má ở con ấy để người ta nói rằng là người ta thể hiện cái sự có mặt của họ đối với con mà con không biết. Đấy, nên là ngủ hay bị bóng đè, rồi con không thức, không ngủ sớm được, rồi vai hay bị mỏi, buổi chiều hay bị đau đầu, là do cái vong linh bị tai nạn đấy họ đang bám vào con nhá. Ngày xưa nó bây giờ thì hết rồi, và ngủ thì đúng là con em nghiệp vào buổi chiều, nên là không thích đi học vào buổi chiều, toàn học buổi sáng luôn. Học buổi chiều rất là mềm và rất là mỏi vai, và anh kêu lúc nào chiều nào đi học hết tham mệt là sao, không biết vì sao.
Tóm lại là con có vong nam mà bị chết ngoài đường họ đi theo con nhá. Thầy chỉ cần nghe nghe tiếng của con là thầy phát hiện được vong ấy rồi. Kinh không? Sợ không? Con à, vấn đề đấy thì con cũng chẳng sợ, nếu họ đi theo họ phù hộ thì cũng chẳng tốt, tại vì con chưa quan trọng vấn đề thường xuyên lắm. Không nhỏ ế nó phát để sợ không? Không, thật ra con phải giải thoát cho họ, bởi vì họ theo như thế là con ảnh hưởng sức khỏe đấy. Dạ. Con phải hóa giải đi, không có là nó lận đận nhiều đường, nhất là sức khỏe của mình. Họ họ không siêu thoát mà, họ cần siêu thoát mới tốt. Họ phải về đúng cõi của họ. Nhá. Xem các bài, xem các bài của thầy, thầy nói rồi là người âm mà chưa siêu thoát là chúng ta phải siêu thoát cho họ. Còn họ tồn tại dưới trần gian không tốt cho họ mà không tốt cho cả người trần. Nhớ chưa? Thầy ơi, thầy xem cung Đất Trạch hay cung Điền Trạch con xin xem. Cung gì? Đấy là... Cung Điền Trạch á? Dạ, thế thầy không nói, cung đấy con nghĩ chắc cũng không đẹp lắm nên thầy không nói. Cung Điền Trạch của con sau này nhà của con đẹp thôi rồi, sạch vô cùng. Đúng rồi, con nghĩ đến lúc con sạch. Vừa sạch vừa đẹp nhá. Vừa to, dạ, vừa rộng, vừa sạch vừa đẹp, đấy là nhà của con, đẹp lắm. Khoảng năm 37 tuổi hay là năm 37 tuổi hoặc là năm 39 tuổi là con mua được nhà đẹp hoành tráng rồi nhá. Dạ. Cung tài bạch của con gì? Cung tài bạch có sao thái âm? Thân cư tài bạch nên là con kiếm tiền rất là ổn định. Con ấy là người sau khi ra trường kiếm tiền rất ổn định và số tương đối giàu có vì kiếm tiền đấy. Vì thái âm miếu địa nằm tại đây là cũng không phải dạng vừa nhá, triệt nó đóng vào thái âm nó thành đảo dấu đấy là tốt rồi. Con lại có lộc tồn chiếu mệnh, lại có hóa lộc chiếu mệnh, lại có thiên tài chiếu cung tài bạch nữa, lại có hỷ thần chiếu cung tài bạch nữa, rồi lại có hóa quyền, rồi tứ bật chiếu cung tài bạch. Ai chả, nói chung là cũng số kiếm tiền hoành tráng tốt. Lo lắng cho con này này, lo lắng mỗi cái sao địa kiếp nằm cung tận ách thôi. Địa kiếp gặp cái Hồng Loan nằm cung tận ách thì sau này là sinh con hơi vất vả một chút. Dạ, con nói chung là cuộc sống phận một cái này con hay cảm nhận, đúng không? Mình hay có linh cảm một số cái, nói chung là về cuộc sống á. Ừ. Hay có những cái linh cảm, hay cũng có cái cảm nhận về cuộc sống của mình cũng có. Có nhiều khi cũng có cái linh cảm, nên là cũng hay lo. Rồi. Mặc dù nhìn ngoài rất là hay cười hay nói, nhưng mà có nhiều cái. Nhưng không lo. Sao không lo lắm nhá? Yeah. Sẽ có cách giải hết. Tại mà người ta nói là chắc là trẻ con có vất vả thầy ha. Ai vất vả? Con thấy con chẳng vất vả gì lắm, nhưng mà biết con cũng đọc sơ sơ về tử vi thì biết thầy. Ai bảo con vất vả? Con sướng chứ vất vả gì? Thứ nhất là âm dương thuận lý nhá. Yeah. Đúng không? Sướng mà. Thứ yeah. hai là bản thân con là có rất nhiều các sao tốt nó chiếu vào. Nào là bát tọa này, nào là thiên quý lộc tồn này, đúng không? Địa giải này, hóa lộc này, tại mệnh này, rồi tứ linh chiếu mệnh này, sướng thế còn gì nữa. Phật độ, thánh độ, rồi lại có tả hữu chiếu này, đủ sao tốt chiếu. À, thế ơi, cung thiên di của con lại bố mẹ lại bố lại con lại đứng lên cả trên đầu bố mẹ này, bố mẹ đội con lên trên đầu đây, có nghĩa là đỡ cho con rất nhiều này. Con khổ chỗ nào? Đúng, bố mẹ con thì rất là may khờ, với được cuộc sống thì may mắn là chắc phải cho mẹ hết. Ngẫm lại nhiều quá thì chắc là may là có mẹ, nghĩ lại cuối cùng là mình may mắn học được như thế này là đây, thân của con là thư cư thái âm là mẹ, thái dương là cha, nên là con phụ thuộc vào mẹ con mà, nên mẹ con đỡ con rất nhiều đây nha. Dạ, yeah. Thầy ơi, thầy xem cho bố mẹ con, để thầy xem thì đem tới cung phụ mẫu với cung anh em trong nhà con, thầy xem để nói sơ qua đây, để hôm nay về con nói với bố mẹ cho bố mẹ xem thì tốt nhất là con biết. Nên xem cho họ, bởi vì có ngày tháng năm sinh giờ sinh của họ thì thể luận chính xác hơn rất nhiều. Con biết chắc chắn là con sẽ tốt. Còn ở trong này thầy chỉ thấy rằng là bố mẹ con là người tốt, ví dụ như bố con tốt, mẹ con tốt và sống thọ. Dạ. Nhá. Dạ. Sống thọ, bố vui vẻ, hoan hỉ, hơi nóng tính chút thôi. Đúng rồi.
đúng rồi, bố con hơi nóng, hơi nóng tính. Hơi nóng tính chút, hơi cục tính một chút, nhưng không vấn đề gì. Mẹ thì cũng tốt nhá, mẹ cũng ổn mà, mẹ con cũng là người tương đối ổn. Lực sĩ đóng cùng mẹ nên là khỏe tốt, tứ linh chiếu mẹ nên là cũng được độ nhiều, không vấn đề. Còn về cơ bản, ví dụ như khi nào họ ốm, khi nào họ đau, tật ách khi nào thì tốt nhất phải có lá số của họ thể luận cho chính xác. Dạ, con cái đó con cũng biết, con cũng biết chi tiết được lá số của mình. Rồi nha, thầy nói về đại vận của con này. Thứ nhất là từ 26 đến 35 tuổi con sẽ lấy chồng. Từ sẽ có lấy chồng và có con nhá. Từ 46, từ 36 tuổi đến năm 45 tuổi thì vừa làm việc, vừa có lộc kiếm tiền, vừa nuôi con, tốt. Từ năm 46 tuổi trở ra con tập trung việc kiếm tiền rất là mạnh và có rất nhiều các ý tưởng kiếm tiền. Từ năm 46. Và những cái năm đấy cũng là năm chi tiêu rất là mạnh tay, đầu tư lớn. Và lúc đấy là từ 46 trở ra là sức khỏe của bố mẹ bắt đầu giảm sút. Từ năm 56 trở ra thì sức khỏe con sẽ có vấn đề. Hơi có vấn đề một chút nhá. Và luôn luôn vừa sống, vừa có bệnh mà vừa sống bình thường, nghĩa là lúc đấy nó xuất hiện bệnh tật. Từ năm 66 tuổi trở ra thì tang môn cô thần, có nghĩa là những cái việc mà liên quan đến mất người ấy, ví dụ như cha mẹ rồi mọi người xung quanh mất đi nhiều, vì 66 tuổi ra con già lắm rồi. Và hay dịch chuyển đi lại nhiều, có thể xuất ngoại nhiều lần. Từ 76 tuổi trở ra thì mọi thứ của con rất ổn định, xây dựng được một hệ thống tốt. Từ 86 tuổi trở ra thì công việc cũng thuận lợi và tiếp tục tham gia vào nhiều việc thiện. Đó. Thôi xem như thế thôi. Tóm lại con là số thọ phết. Sống dai, sống thọ. Thầy xem con sau này con sống gần bố mẹ con có được không? Con sống thì... gần, có được sống gần bố mẹ. Con sau này sống gần mẹ. Mà bố với mẹ đứng gần nhau thì đương nhiên sống gần bố mẹ rồi. Được sống gần là đúng rồi. Không 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 ở chung nhà nhưng mà gần nhau nhá. À. Rồi. À bố mẹ thì sao lại được con? Sao? Bố mẹ sau này có được nhờ con không? Tạm thời thì con đang nhờ bố mẹ. Nhưng sau này thì bắt đầu từ năm 46 tuổi trở ra thì bố mẹ được nhờ con. Rồi bố mẹ con có cần gì đâu, vì tiền bạc các cụ cũng đủ mà, sức khỏe cũng tốt. Dạ. Dạ vâng. Vậy con chỉ cần ngoan ngoãn, con ngoan ngoãn lễ phép sinh ra những đứa cháu tốt, chồng tốt, hay quan tâm đến ông bà, thế là các cụ sướng lắm rồi. Dạ, vậy chồng con sau này cũng được rồi. Thầy mô tả chồng con từ lúc nãy rồi mà nhá. Thầy ghi âm lại, ghi hình nữa, nên là con có thể xem lại được. Dạ rồi. Con không biết có còn cái gì hỏi không? À mà thầy, nhưng mà lúc trẻ chắc về cái công tiền bạc chắc lúc trẻ của con chắc chưa ấy đúng không thầy? Thật ra tình cảm của con chưa tốt, bởi vì sao? Vì con đang có vong nam theo, cái vong nam tai nạn kia họ giữ con lắm, họ tác động cho con rất là đau đầu. Thầy đang gọi điện cho con đây, thầy cũng đóng tê hết cả đầu này. Con phải siêu thoát cho họ càng sớm càng tốt nhá, không được để họ đi theo như thế nhá. Rồi. Đi theo như thế họ vẫn khổ, mình cũng khổ. Ơi. Coi cho con thêm một lá số rồi nữa. Coi chị họ của con. Con đang mua đây, con mới tiếp cho thầy. Bây giờ thầy đang có hai cuộc hẹn khác, thầy phải xem cho họ. Đang đợi thầy rồi. Nhá. Thầy xem cho con thôi, thầy còn làm video thầy gửi con nữa nhá. Xin hẹn con lúc khác. Chia sẻ với mọi người, không có là mọi người đang nhắn tin gọi điện cho thầy ở mầm này. Không, ý là con điều con nói cho thầy là con phải đăng ký. Có cái trang của thầy, con nhắn tin qua rồi. Đấy, con cứ nhắn tin vào điện thoại, con cứ nhắn tin vào điện thoại cho thầy được nhá. Ok. Chào thầy nha. Bye bye nha. Chúc vui vẻ nha. Dạ. Chào thầy. Xin chào.